Vâng, tôi nghe đây, tôi nghe đây. Câu hỏi của bạn là gì thế? Vâng, em chào chị và em chào tất cả toàn thể ban biên tập chương trình Cửa sổ tình yêu. Em có câu hỏi này ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em có yêu một cô gái nhà, anh này có hai chị em cái thôi ạ. Vâng. Mà em yêu cô chị được 6 tháng rồi thì... Mà cô ấy lại tỏ ra ý thích em, bây giờ em rất khó xử, em muốn chương trình cho em một lời khuyên. Vâng, bạn rất là khó xử vì là đang yêu cô chị đúng không ạ? Thì là cô em thì lại có tình cảm với mình. À, những cái băn khoăn của bạn xin gửi đến chuyên gia Đinh Đoàn ạ, xin mời anh. Ôi chào em. À vâng, em chào anh ạ. Ủa, em ơi, cô chị bao nhiêu tuổi, cô em bao nhiêu? Em yêu cô chị năm nay 22 tuổi, cô em 18 tuổi anh ạ. Thế à? Xong rồi mình đi lại, xong nhiều khi là cứ gọi là muốn qua sông rồi lụy đò, đâm ra mình cũng quan tâm tới cả cô em. Vâng ạ. Và dần dần thì có vẻ mình nhận ra là cô ấy quý mình, thích mình. Nhưng mà cô đã làm cái gì, cái cô em ấy? Viết thư tỏ tình nhắn. Đang học anh ạ. Biết rồi không, tức là cô đã làm gì để cho mình nhận ra rằng cô ấy cũng thích mình? Chẳng hạn như mà em đến nhà sơn không có cô chị, thì cô em chẳng hạn như bảo cứ gọi em hoặc là anh ơi chỉ em bài này, hoặc là cứ ngồi gần em uống nước cũng cứ tỏ vẻ quan tâm tới em, nhiều cử chỉ mà em nhận biết, hoặc là không có cô chị thì cứ rủ em mà đi chơi đi bời các thứ, xong lại cứ tâm sự với em mà hiện tại em chưa có thứ, thì em phát hiện ra là cô em đang thích mình mà em đã quan hệ tình dục với cô chị rồi mà. Ừ. Mà bây giờ tự nhiên lại cô em như thế mà là hay là mình cứ thịt luôn cả hai cái chị em. Thế à? Vâng ạ. Em có yêu cô chị một cách nghiêm túc đàng hoàng không hay là chỉ muốn thịt hết cả họ nhà nó? À, em có yêu cô chị ạ. Ừ, em yêu cô chị và chắc là em rất là đáng yêu cho nên là cô em thấy ông anh rể tương lai xứng đáng yêu cho nên cũng cái chuyện nảy sinh tình cảm, chuyện rất dễ thấy. Tuy nhiên nếu như em là cái người mà xác định rằng chắc là mình không thể tham được đâu, mình đã yêu nhau đến mức độ có quan hệ tình dục với cô chị rồi và nghĩ rằng sớm muộn cũng sẽ lấy cô chị, thì mình phải có cách để tạo khoảng cách với cô em để cô biết rằng đây là ông anh rể chứ không phải vớ vẩn đâu, đúng không? Vâng. Cô ấy nếu mình đến chơi mà nhà không có ai ở nhà, cô chị không có ở nhà thì thôi, thế thì lúc khác anh tới chơi nhé, bây giờ bận quá phải đi việc nọ việc kia. Thế và cô ấy rủ đi chơi thì mình không đi, nếu mà hôm nào mà đi chơi có cả bà cô chị thì có thể thỉnh thoảng chiều một tí cho đi cùng, nhưng mà là hai chị em. Cứ tất cả những cái đó dần dần để cô nhận ra rằng là anh ấy chẳng để ý gì đến mình cả, anh ấy yêu chị mình rồi, đúng không? Vâng. Chứ còn các cô gái mới lớn bây giờ nhiều khi không nghĩ sâu nghĩ xa, cứ thấy chàng trai này xinh xinh đẹp đẹp rồi đang ở tuổi khát khát, có bạn trai thì cứ lân na mon men mà không nghĩ đến xa. Nếu em mà chỉ cần yếu đuối một tí thôi là mất cả chì lẫn chài, là cô chị cũng không được, một cô em cũng chẳng được, một rồi mang tiếng để đời đấy chứ nhờ. À, thế à, vâng. Nhưng mà em cũng nói cho ý là bây giờ mà anh với chị là dự định là sang năm tới là kết hôn, mà em bảo như thế rồi nhưng mà cô em bảo kệ, em không quan tâm cái điều đấy. Nhiều lúc em ý như thế, cô em chẳng hạn như hai anh em ngồi tâm sự với nhau ấy. Ừ. Cô em cứ tiến tới nhưng em khó xử quá, bây giờ mà nếu mà như thế thì cũng khó mà. Nhiều lúc cô cứ tạo tình huống cho em vào, chẳng hạn như vào phòng riêng cô lại cứ đóng cửa phòng vào ấy. Thế là em cũng rất khó xử, cũng như là em phải kiềm chế cái bản năng của mình ấy. Một là em phải kiềm chế, hai là em phải biết phòng từ xa, đến nhà người ta mà cô chị không ở nhà vào phòng cô em làm gì. Mà khi người ta biết rồi đóng cửa thì mình phải biết, chứ con chuột nó còn biết là nó tìm cách nó lách ra khỏi cửa huống chi như là mình, đúng không? Ừ, thì mình chỉ sợ nhất là cũng thích cơ, chứ còn nếu mà biết rằng là mình dù có thích nhưng mà cũng phải xác định là không thể gì hơn, thì mình có cách phòng từ xa. Cái này là phụ thuộc vào em nhiều lắm đấy. Đây là một cái thử thách đầu tiên. Chứ ngộ nhỡ mà mới có cô chị của em chứ nhà còn có bà cô bà gì cũng thích em nữa, rồi em cũng cứ nể nang được khi em khổ nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn cho mình. Chúc bạn luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu. Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang